Dạ cô chú chị nha, em có một cái bộ tỉa hàng rào trên cao rất mới nha, cái này vệ sinh là mới lắm mọi người, cái này hàng bãi nha, cái này thì ui đấy quá đẹp, còn cái bọc luôn nha. Đây, mọi người. Ui cái lưỡi nó mới lắm nha mọi người, cái lưỡi nó như rất rất là ít xài luôn, mới lắm, mà keng mà bén vừa cắt luôn được. Này xịt rồi bảy xong rồi vệ sinh quét sang ra nó chất bông mới lắm nha mọi người, mới tinh. Cái này là xay lên mở lỏng ra, xay lên xay xuống 90 độ. Cái này thì ống cần của nó là ống cần 24 ti ti mười khía nha mọi người, ti mười khía, ống cần 24 ti mười khía nha. Bộ này vip lắm nha mọi người, nó mới tinh. Là lưỡi nó dài 4 tấc. Cái này để cho mọi người năm trăm rưỡi nha, về mình kiếm cái con máy ống 24 ti 7 khía, ti 9 10 khía chứ, ti 10 khía về mình gắn vào. Gắn vào là mình xài thôi. Này là lăng bình thường nha mọi người nha, 550 nha, mới lắm nha, mới là em nó mới nha mọi người, giờ tại thì bãi về nó bận. Cái tiền cái này nó đâu có bao nhiêu tiền cước đâu, cái này để coi nặng được mấy ký, một ký mấy mọi người, một ký tám, một ký chín gì đó. Thì cho 2 ký đi thì tiền cước nó chắc tầm 21-22 ngàn mọi người đó. Tiền cước tầm 21-22 ngàn, 550 nha đó. Còn nếu mà muốn chuyển tiền cước luôn cho em mà em khỏi bao ship luôn là mà em trả tiền cước luôn cho 550 cộng thêm 20 nghìn nữa nha, là em bao ship nữa.